Xin chào các bạn. Ngày hôm nay á, mình sẽ đi ra một cái khu vực mới này. Cái khu vực ở đây á, các bạn, là mình mới phát hiện ra có bà chị kia bà chỉ mình. Thì bây giờ mình ra cái khu vực này để mình bắt cá cơm đó các bạn. Mình đem theo cái vật để bắt cá cơm nè, với lại là mình bắt cua. Thì để coi ngày hôm nay là mình có thể bắt được những cái cá cơm nào không, rồi có ốc không, có cua không nha các bạn. Thấy không? Rất là rộng luôn nha các bạn. Mình đi ở khu vực này á, nó giống như là cái chỗ này là người ta đi hay đem thuyền ra này các bạn, để mà người ta đánh bắt cá ở khu vực này. Cái khu vực này mình đi á, là nó gần hơn cái bờ biển mới trước mình đi. Cái này chắc khoảng đi có 1 tiếng 50 phút thôi, còn cái kia đi gần 1 tiếng rưỡi đó các bạn. Các bạn ơi, vô tình là mình chỉ định là đi câu cua với lại bắt ốc thôi. Nhưng mà không ngờ cái khu vực này á, nó có rất là nhiều oyster luôn. Thì đây nè, mới chút xíu thôi mình đã bắt được một mớ oyster này các bạn. Thịt của nó rất là nhiều luôn nha các bạn. Kiểu này là chắc mình sẽ bắt oyster trước, sau đó là mình mới đi kiếm cua với lại kiếm ốc. Rồi mình bảo các bạn coi con oyster này rất là bự nè. Các bạn thấy cục thịt của nó không? Trời ơi, nó nhỏ xíu vậy mà nó cũng có thịt quá trời luôn. Nè các bạn nhìn thấy đây nè, rất là nhiều oyster luôn. Nè, các bạn thấy đây không? Ở đây có 4 con bự luôn rồi nè. Đó. Mà bây giờ mình cũng hên là bà chị mình mới có đem thêm một cái kéo với một cái đồ ốc vít á. Thì bà đưa cho mình cái ốc vít ra cái kéo để mình đục nó lên, mà cũng dễ cậy lắm các bạn. Cậy nó lên một cái là nó bung lên liền à. Mình đi dọc theo những cái bờ đá này là mình bắt những cái con oyster đó các bạn. Không ngờ là mình chỉ định ở đây bắt ốc cua thôi, mà ai ngờ ở đây có rất là nhiều con oyster bự luôn. Bây giờ nè, mình sẽ đi bắt, đi cậy con oyster này các bạn. Đi theo mình qua đây nha các bạn. Ở đây có một con, mình dùng cái kéo này để mình bắt nè các bạn. Tại vì không có đem theo cái đồ nghỉ. Wow, một con này các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mình đi bắt con oyster luôn đó các bạn, mình rất là thích. Nhưng mà vô tình có dịp để được bắt nó. Wow, đẹp quá trời luôn. Không biết con nào luôn chị ơi. Ồ, ở đây có một con này các bạn ơi. Yeah, yeah. Một con. Ôi, ở đây nhiều quá à. Đây đang có này các bạn ơi. Bên đây nè. Yeah. Chỗ này mình không biết chứ, mình mà biết là mình đem thêm cái chai quà si bì các bạn. Chai gọi là chai gì ta? Cái bù tạc đó các bạn. Đó, ừ. Mình ăn tại chỗ luôn là chắc ngon lắm luôn đó. Ồ, con này mình không biết bắt làm sao hết. Ở đây nó có nhiều mấy cái con ốc này, mình không biết con này con gì các bạn ơi. Không biết con này là con gì, nhưng mà không biết là nó còn nhỏ quá, không ăn. Mình chỉ bắt mấy con oyster này thôi. Hôm nay mình có oyster ăn rồi nè. Rồi. À, 3 con. Bên đây nữa nè các bạn ơi, rất là nhiều. Mình chỉ đụng vô con nào mà con này nó dẹp lại các bạn là mình biết nó còn sống. Chỗ này nhiều quá. Đây có một con nữa nè. Nhiều quá. Đây. Ui, mình tới tháo này ra. Là mấy con ốc này á, mình đâu có ăn được đâu, mình đem thả nó ra. Ê, trời ơi, ô con này chết rồi. Ê, con này còn sống nè. Sống. Cái này còn sống. Ừ. Hai con luôn. Ừ. Cái này nó hai con luôn nè các bạn. Yeah. Dạ. Sao chị? Cầm cái vợt xuống, cầm cái khô lơn đi chị. Vớt chưa? Quăng xuống đi. Ủa gì? Vớt cá phải không?
Dạ được, nhưng mà nó hơi khó. Tại vì mình không có dụng cụ á. Thank you chị. Để đi chị. Em lên em bỏ mấy con ốc này xuống. Được thêm một mớ này các bạn ơi. Ui, toàn là oyster không. Đây, thành quả của mình. Nguyên một ngày hôm nay. Nửa buổi chứ. Nửa buổi. Định á, là đi câu cua với lại bắt con ốc thôi đó các bạn. Mà không được, chỉ có được một con đó các bạn. Với lại là nguyên một cái thùng cooler này là tận đàn oyster không luôn. Con nào con nói nó bự luôn các bạn thấy không. Wow, bự bằng cái bàn tay luôn. Quá ngon luôn. Đây, xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua khu vực để bắt cua này các bạn. Các bạn ơi, trời ơi, mình về tới nhà đúng 9 giờ tối luôn. Thành quả của mình ngày hôm nay nè. Một cái thùng oyster luôn, với lại được mười mấy con cua. Trời ơi, đã quá trời luôn. Có một thùng xô ốc nữa. Nó nhảy ra nè. Molly cắn, nó cắn con đó Molly. Molly nó cắn con đó. Ghê luôn. Trời ơi, Molly, Molly. Ê, nó cắn. Ây, nó cắn con. Nó cắn con. Trời ơi, tội nghiệp nó Molly. Bên đây có thêm một thùng oyster nữa nè. Ghê luôn, ghê luôn, Lucky. Trời ơi, con bà cua này nó không giữ nè. Đừng con cho nó cắn con á, Molly, Lucky. Ghê luôn, Lucky. Lucky, ghê luôn. Ghê luôn. Trời ơi, con nó này. Ê, nó cắn á. Nó cắn con á, Lucky. Con kia sợ chạy kìa. Trời ơi, Molly sợ, Molly bỏ chạy rồi. Get him. Molly, get him. Trời ơi, Molly bỏ chạy. Đưa càng lên, biết sợ. Trời ơi, Molly bỏ chạy thương quá à. Đưa càng lên, sợ. Molly sợ con. Nó cắn cái mỏ Molly được kìa. Nó cắn cái mỏ Molly được kìa, cái mặt Molly thương quá anh ơi. Molly bỏ chạy. Molly bỏ chạy. Đâu trúng đâu. Trúng cái mỏ nữa đó. Trời ơi, bà cua bà hung dữ quá. Phải nhảy từ cái thùng ra luôn nè các bạn. Trời ơi coi kìa. Đúng rồi, anh Quân bắt đúng rồi anh ơi. Nó không cắn anh được. Em sợ đó quá. Ê, nó cắn cái mỏ nó kia, nó cắn đầu lắm á. Ê con. Tội nó. Tội nó kia. Thương quá. Trời ơi, tụi nó cắn con á con. Bà Molly mới sợ kìa, trời ơi tội nghiệp quá à. Molly come here. Vừa mới nói xong luôn nè các bạn ơi. Đi về mệt quá. Luộc một mớ cua này ăn luôn nè. Đói bụng quá rồi. Rồi mấy con cua này đã không các bạn? Không biết ông nhớ. Sẽ chấm với muối tiêu chanh. Đã quá mấy được. Hôm nay câu được có mười mấy con à. Chủ yếu là hôm nay mình bắt oyster nhiều. Còn cua thì hôm nay không thấy cua nhiều. Chỉ bắt được mấy con thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn đây. À, thành quả mà ngày hôm nay đi câu có được bao nhiêu á. Ăn tại chỗ, ăn gì nhà nấu ăn liền cũng ngon dễ sợ. Tại mình để qua đây nó bị ớt. Hết thịt ngon. Còn bây giờ mình ăn liền rất là ngon. Sáng 5:30 đi đó các bạn. Rồi mới về tới nhà. Đúng mười mấy tiếng đồng hồ. Ngọt. Ngày mai mình sẽ có bữa tiệc nhậu oyster hào nữa các bạn. Ngon quá à. Công nhận á. Vô. Thành quả. Ăn cua mà không có bia là bụng nó sẽ không được tốt. Nhờ bia nó cút thêm nữa. Mâu tiêu. Đây đây các bạn. Một cục thịt cua luôn ha. Rất là ngon. Cho một miếng bia nữa, quá ngon. Em cũng có miếng bia luôn. Vô, vô ăn. Vô. Cái này là bia ấy nha các bạn. Bia nhưng mà cái kiểu dạng trái cây á, rất là nặng hơn cái chai này luôn á. Hồi nãy mình uống có 1/3 chai trên đường bia đi về á. Bia là 400 mấy. Muốn xỉu, muốn xỉn luôn. Của mình chắc là 400 mấy. Này là 8 chấm luôn nè. Mình uống có 1/3 thôi. Mình đi vô mua uống cắt nước quá, mua có 1/3, uống có 1/3 thôi đó. Tập dập ha. Mà nó muốn xỉn luôn á, tê luôn. 8% luôn đó các bạn. Cái này là double của hai chai bia đó. Ước gì nhà mình đã gần biển, ngày nào cũng ra mình câu cua luôn các bạn. Bây giờ mình đã phát hiện ra cái chỗ mà bắt oyster đó.
Cái này là một tháng đi bắt một hai lần á. Đi về chưa tắm rửa luôn các bạn thấy không? Quần áo dơ dí, đen xì lì luôn. Hai màu luôn à. Tại nghĩ á, định đi làm buổi sáng thôi. Nhưng mà đâu nghĩ là ở lại nguyên ngày đâu. Tại vì không câu được cua. Cho nên là phải quyết tâm câu được con cua. Cho nên là ở lại tới chiều để câu cua. Mà ai về buổi chiều cũng không có cua luôn. Được có mình mấy con. Đây con cua bự chưa? Nhìn nè. Bự luôn. Rất là bự luôn. Trời ơi nó bự nè. Bự bằng dài hơn cái bàn tay luôn á. Cái này mình bắt đúng cái size của nó các bạn, không bắt là bị phạt lắm á, phạt nặng lắm á. Bữa các bạn, mình bị một con cua này kẹp cái tay mình nè. Trời đất ơi, kẹp muốn rồi, tưởng là mất luôn ngón tay luôn các bạn. Vậy mà mình cũng không sợ, bữa đi bắt chứ, bắt khi nào ăn hết nó thôi. Các bạn biết sao không? Con cua mình câu á, là mình tính từ cái bên đây nè, qua cái bên đây á, là phải đủ 5 inch. Nếu mà không đủ 5 inch là mình sẽ bị phạt. Mà phạt nặng lắm nha. Mà mình phải có license, mình phải đi mua license nữa. Cái license mình mua là khoảng 1 năm là khoảng 4 mấy 50 đô đó. Còn nếu mà trong vòng 1 ngày á, là khoảng từ 11 đến 11, 10, 11 đồng thôi à. Hôm nay thì mình mua cái license là 11. Mình đi trong ngày thì mua trong ngày thôi là 11 đồng. Thì tính từ bên đây qua bên đây phải đúng 5 inch. Nếu mà không đúng là sẽ bị phạt, phạt rất là nặng luôn. Và đặc biệt là những con cua nào á mà nó có cái bụng ở phía dưới này như thế này này. Đây là con cua đực. Đây là con cua đực. Còn nếu mà con cua cái á mà nó có trứng ở bên ngoài ở bên đây này là mình không có được bắt. Nếu mình bắt cái con cua mà nó có trứng bên ngoài ở đây á là phạt 500 đô một con. Đây. Ừ, đây là con cua cái này các bạn. Nếu mà bắt á mà có cái bụng trứng màu cam bên ngoài á là phạt 500 đô đó. Cho nên không có dám bắt nó, thấy nó là phải thả ra. Tại vì mình thả ra như vậy cái trứng của nó sẽ đẻ ra nhiều cái con cua con. Nhiều con thì sang năm bắt tiếp. Sang năm hoặc là khi nào mình rảnh mình ra bắt tiếp để có mình bắt chứ mình không được bắt nó. Nói chung á, ở Mỹ cái gì mà liên quan tới baby, tới em bé hay là tới con nít đụng tới là bị phạt rất là nặng. Đó, đây, mình ăn con đực đi nè. Lần trước mình bị một con cua đực giống y chang này, nó kẹt mình. Bây giờ mình ăn nó. Ăn trả thù rồi nó. Video của mình á, đến đây là kết thúc. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn có thích cái video này á, hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.